9 bí quyết cân bằng cuộc sống. Tác giả Helen Đoàn. Bạn thân mến, đã bao giờ bạn cảm thấy trông tranh trước cuộc sống đầy khó khăn, lo toan và bộn bề? Tôi xin chia sẻ với bạn 9 bí quyết sau đây. Khi mà mình cảm thấy khó khăn thì việc đầu tiên có lẽ là mình nên tìm đến một sự tĩnh lặng. Tĩnh lặng là cái điều mà đáng làm ngay khi mà cái thời điểm hiện tại, khi mà trước mắt mình ấy, nó tất cả mọi thứ đều đảo lộn, thì chúng ta nên ngồi lại một lúc và chúng ta ngẫm nghĩ lại xem là cái nguyên nhân cái cuộc sống của mình đảo lộn bắt đầu từ đâu, và chúng ta nên giải quyết cái sự đảo lộn này như thế nào, từng chút một. Và khi mà chúng ta đã suy nghĩ thấu đáo rồi thì chúng ta sẽ có một cái phương hướng tốt nhất cho cái cuộc sống mà chúng ta đang cảm thấy rất là trông tranh ấy. Thì với Helen thì việc đầu tiên khi mà Helen cảm thấy cuộc sống không cân bằng thì Helen sẽ ăn nhẹ một chiếc bánh đầu tiên. Khi mà Helen ăn nhẹ cái bánh như thế này ấy, thì mình cảm thấy là cái vị ngọt ngào, nhẹ nhàng, mượt mà của chiếc bánh sẽ làm cho mình bớt căng thẳng, giảm stress hơn rất là nhiều và giúp lấy lại được cho mình một cái tinh thần sảng khoái và một cái sức khỏe tốt hơn so với hiện tại. Và việc tìm nghe một bản nhạc hay cũng là một cái điều rất là tốt khi mà mình cảm thấy cái cuộc sống của mình trở nên bế tắc. Bản nhạc sẽ giúp cho tâm hồn của chúng ta cảm thấy thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn và giúp cho chúng ta có năng lượng tích cực hơn. Khi mà chúng ta nghe những cái bản nhạc du dương mà chúng ta thích đó thì cái cảm giác thật là gọi là rất là có vẻ là rất là lâng lâng mà rất là thích thú. Cái cảm giác này thật là khó diễn tả và chúng ta sẽ sớm thoát ra được cái cảm xúc của mình. Tiếp đó là chúng ta nên tập luyện một bộ môn thể thao yêu thích thì sẽ giúp cho chúng ta nâng cao cái thể chất của mình nhiều hơn và giúp cho chúng ta vui vẻ hơn rất nhiều. Và tiếp đó thì mỗi tối trước khi đi ngủ thì chúng ta nên đọc một quyển sách nào đó, có thể là một quyển sách về kinh doanh hoặc là một, hay đơn giản nó chỉ là một cuốn tiểu thuyết viết về một cuộc đời của ai đó thôi, nó cũng là động lực giúp chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống này. Và đặc biệt là mùa Covid này thì chúng ta nên dành nhiều thời gian đọc sách hơn, và mình nghĩ rằng cái việc đọc sách này rất là cần thiết cho tất cả mọi người, không riêng gì bản thân mình. Và tiếp đó là mỗi sáng sau khi thức dậy thì chúng ta nên làm bữa ăn cho cả gia đình, cho những đứa con của chúng ta, cho người chồng thân yêu của chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên dạy dỗ cho những đứa con mình biết tự lập, biết tự rót sữa để uống, biết tự lấy đồ ăn cho riêng mình, và chúng sẽ dần dần hoàn thiện hơn. Và khi mà mình nhìn những đứa con biết tự lập thì mình cảm thấy cuộc sống có rất là nhiều điều, nhiều niềm vui cho chính bản thân mình. Và thứ nữa là nếu như mà chúng ta không tụ tập được hội bạn thân cùng nhau gặp gỡ trong mùa Covid này thì chúng ta nên tạo một cái group online để những người bạn với nhau có thể là tám dóc, có thể là nên chia sẻ những kiến thức ở trên cái group đấy thì sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Và thứ nữa là chúng ta nên hâm nóng cái tình cảm vợ chồng trong gia đình mình. Thì cái tình cảm vợ chồng là một cái tình cảm thiêng liêng, giúp chúng ta hạnh phúc hơn rất là nhiều và giúp cho cuộc sống của chúng ta cân bằng hơn rất là nhiều. Và đó là những điều mà Helen muốn chia sẻ. Chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng và thành công, và luôn cân bằng cuộc sống nhé.